Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh tin ứng dụng. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái vấn đề mà rất cần thiết trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Thì để mà làm việc được từ xa, tức là ta dùng một cái máy tính ở nhà và kết nối với cái máy tính ở cơ quan để mình làm việc trên cái máy tính của cơ quan. Vì trong thực tế có một số công việc đòi hỏi mình phải sử dụng máy tính ở cơ quan thì mình mới làm việc được. Một số cái vị trí mà đòi hỏi phải sử dụng máy tính cơ quan. Do vậy mà hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để mà mình không cần tới cơ quan đơn vị nhưng mà vẫn sử dụng được máy ở cơ quan đơn vị. Có hai ý. Cái thứ nhất là làm thế nào để mà mình mở máy. Khi mà mình không vào được cơ quan thì cái máy tính ở đơn vị mình sẽ mở như thế nào? Thì có rất là nhiều cách khác nhau. Có những cái cách sử dụng các cái app gọi là hẹn giờ báo thức trên Windows, Skill Task hoặc là các cái phần mềm mà thiết lập báo thức cho máy tính trên Windows. Nhưng hạn chế ở các cái ứng dụng đó là mình phải đặt máy ở chế độ gọi là sleep, chế độ ngủ hoặc là chế độ ngủ đông ha. Thì máy nó mới báo thức được, nó mới thức dậy được mà không cần phải trực tiếp bấm vào. Nhưng mà sử dụng cách đó thì mình cũng phải để máy ở chế độ sleep, như vậy mà cũng không tối ưu. Hôm nay tôi sẽ chỉ các bạn một cách thiết lập tự động mở máy. Và cái thiết lập này mình thiết lập trong mainboard của máy tính hoặc là gọi là BIOS đó. Thì mình khi mà mình sử dụng xong, các bạn có thể tắt shutdown máy tính và khi tới giờ mà mình đã thiết lập thì nó tự động nó sẽ mở lên, không nhất thiết phải là cho chế độ ngủ sleep hoặc là ngủ đông. Thì trước tiên để thiết lập cái chức năng này trong BIOS, tôi cũng nói qua vì đây là chạy BIOS, nếu mà quay trực tiếp màn hình thì rất là khó. Tôi đã chụp lại những cái hình mà tôi nói qua các bước để mình hình dung và các bạn xem cái video mà tôi đã quay để demo cái việc thiết lập này. Thì các bạn xem cái những cái hình này để mình biết từng bước mình thiết lập. Thì tùy vào dòng máy khi mà mình khởi động máy tính lên thì mình sẽ dùng các cái phím F, tùy dòng máy mình bấm F nào hoặc là phím Del, phím F2 hoặc là F1. Ví dụ máy tôi sử dụng đây là Lenovo thì tôi sẽ dùng phím F1 để gọi là vào BIOS để thiết lập. Thì đầu tiên mình vào BIOS xong nó sẽ có cái giao diện như thế này. Các bạn dùng các cái phím mũi tên, các bạn di chuyển qua các menu này. Ta dùng phím mũi tên di chuyển tới menu Power. Trong cái menu Power này nó có các cái chức năng trong đây. Mình sẽ di chuyển con trỏ chuột xuống, tức là dùng phím mũi tên chỉ xuống đó. Mình di chuyển xuống cái mục là Automatic Power On. Sau khi mình di chuyển với cái mục Automatic Power On thì các bạn thấy các cái chức năng trong đây. Các bạn chỗ mà Work On LAN thì các bạn chọn Automatic và mình di chuyển con trỏ màu trắng này nè, tôi dùng phím mũi tên di chuyển xuống cái mục là Wake Up On Alarm, tức là báo ha. Dùng cái đồng hồ gọi là báo thức. Đấy, di chuyển xuống đây, bên đây mình di chuyển con trỏ qua cái chỗ cái mục này, sự kiện này, rồi mình chọn là Daily Event, có nghĩa là hàng ngày nó đều thực hiện cái chế độ tự động thức. Và di chuyển xuống cái mục mà Alarm Time, thiết đặt cái thời gian khi nào. Ở cái mục này thì Start Up này chọn Primary. Rồi các bạn di chuyển tới đây và ta thiết lập cái giờ báo thức. Sau khi mình đã thiết lập như thế này, có nghĩa là gì? Mỗi ngày, với điều kiện máy tính mình không được tắt nguồn điện nha, vẫn để nguồn điện. Khi mà shut down máy thì mỗi ngày cái mainboard trong hệ bộ nhớ ROM, bộ nhớ mà người ta thiết lập trong mainboard, nó sẽ vẫn nhớ các cái thiết lập này. Trong cái máy tính mình có một cái cục pin gọi là pin CMOS thì những cái việc này nó vẫn nhớ. Thì tới ngày giờ này ví dụ 7 giờ 30 thì tự động máy nó sẽ mở lên. Đấy. Lúc đó thì máy nó đi vào chế độ là khởi động và mở máy vào Windows. Thì làm sao để mà mình làm việc được? Thì sau khi mình thiết lập mở máy như thế này rồi thì mình sẽ dùng một cái ứng dụng là SteamView. Mình sẽ kết nối SteamView để mình làm việc. Đây.
Ví dụ như tôi đã cài đặt cái Steam View trên cái máy mà tôi thiết lập cho nó tự động thức rồi, thì mình ghi nhận lại cái ID, ghi nhận lại ID và cái password mình thiết lập như thế này. Chút nữa sẽ hướng dẫn những cái thiết lập trên cái Steam View, để kết nối vào Steam View. Mà khi mình đã kết nối được Steam View rồi, mình sẽ làm việc được như trên cái máy tính của cơ quan, mặc dù mình đang từ cái máy tính của ở nhà mình vẫn sử dụng được cái máy tính của cơ quan. Thì sau khi mình xài các cái công việc hàng ngày, ví dụ tới chiều hoặc tới tối gì đấy, thì mình tắt shutdown bình thường, mình shutdown máy bình thường, thì lúc đó máy tắt và tới ngày hôm sau, các ngày tiếp theo thì tới cứ tới ngày giờ mà mình thiết lập trong BIOS thì máy tự động nó sẽ mở lên. Lúc đó mình muốn làm việc các cái máy đó thì mình kết nối qua SteamView từ máy ở nhà để mình làm việc. Đây, đấy là một số cái mà thiết lập mà tôi vừa nói, mình thiết lập trong BIOS để máy nó tự thức. Tôi đã demo cái việc này, tôi có quay lại cái điện thoại thì nó có hơi mờ, nhưng mà các hình ảnh mà tôi đã giải thích nãy giờ các bạn có vẻ là có thể là sẽ dễ dàng mà suy ra được các cái thao tác. Với đang trên di chuyển nè, dùng phím mũi tên di chuyển tới menu power, sau đó vào một automatic power on. Đấy, ở trong đây thì mình di chuyển xuống cái chỗ là Wake up on alarm, rồi di chuyển tới chỗ thiết lập mà daily event. Trong đây nó có nhiều thiết lập khác nhau, hàng tuần, hàng ngày đó, mình chọn hàng ngày. Và ở đây mình chọn reverie. Và cái mục thứ ba là mình thiết lập giờ. Thiết lập giờ để mà báo thức. Báo thức cho máy. Máy tự động nó mở lên vào lúc giờ đó, hàng ngày tới giờ 7 giờ 30 nó sẽ mở máy lên. Khi thiết lập xong thì các bạn bấm phím F10 thì nó xuất hiện cái hộp thoại này. Mình nhấn Z Enter thì nó sẽ lưu lại các cái thiết lập. Lúc đó máy mình sẽ tự động mở khi mà tới giờ nó được thiết lập hàng ngày. Đấy. Đây là cái video mà tôi quay demo cái việc thiết lập trong BIOS cho các bạn xem. Do hình ảnh mình quay trong cái BIOS thì nó tương đối mờ, nhưng mà tôi đã giải thích ở các cái hình của các cái phút trước. Thì các bạn mà xem không kịp đó, thì mình sẽ tua cái video lại, mình xem các hình ảnh tôi đã giải thích kết hợp với việc xem video, các bạn sẽ làm được. Đấy. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái SteamView. SteamViewer này tôi sẽ cung cấp cái đường link để các bạn download về phía dưới. Cái SteamViewer 15 này có file thiết lập và một cái file mình xử lý cái trial. Cái cách cài đặt SteamViewer này rất dễ dàng thôi. Ở đây tôi chạy demo hoặc là do máy đã cài đặt rồi nè, có cài đặt rồi nè. Các bạn chỉ cần thiết chạy run admin rồi net net tới, rồi tới cái mục mà chọn công ty cá nhân thì mình chọn personal. Personal mình cài cái SteamView vào. Có thể làm chút tôi sẽ demo sau. Cái việc cài đặt bây giờ tôi sau khi cài đặt xong cái SteamViewer thì mình sẽ có một số cái thiết lập. Ví dụ các bạn lưu ý, nếu như khi mình đăng nhập kết nối với máy tính khác mà SteamViewer đòi tạo tài khoản thì mình cứ tạo tài khoản, còn có tài khoản rồi thì mình đăng nhập vô và mình kết nối với cái máy tính. Ví dụ đây là cái máy tính ở nhà mình chuẩn bị kết nối với cái máy tính cơ quan, là cái máy có ID này. Đấy. Thì nhớ là cái máy cơ quan thì phải là chọn cái chế độ là khởi động cùng Windows, thì khi cái máy tính mình tự động mở lên xong thì SteamViewer này nó tự động nó mở theo, thì lúc đó cái máy ở nhà mình mới kết nối được. Đấy. Ví dụ tôi dùng cái máy này được kết nối với cái máy cơ quan, thì khi mình đã thiết lập cái password thì mình sẽ đăng nhập vào. Ở đây nó còn một cái bước nữa, nếu như trong cái máy tính mình cài chế độ là khóa màn hình đấy, trước khi mà đăng nhập vào máy tính có chế độ khóa màn hình thì nó có một bước nữa, thì mình sẽ phải đăng nhập thêm cái bước đó nữa cho cái máy ở cơ quan, thì lúc đó nó mới vô màn hình Windows được. Yeah. Thì như thế mình chỉ làm việc bình thường trên cái máy tính của cơ quan thôi. Trong cái SteamView này nó có một số cái thiết lập cũng hay, khóa màn hình khởi động lại hoặc là các cái chế độ xem tỷ lệ xem khác nhau. Bây giờ tôi nói qua cái cách kết nối như vậy, bây giờ tôi chỉ các bạn là mình thiết lập có một số cái thiết lập quan trọng khi mình đã cài SteamView vào. Thì các bạn lưu ý là đầu tiên á, cái máy tính ở cơ quan sau khi mình cài SteamView á, các bạn nhớ check vào cái mục là khởi động cùng Windows như thế này.
Thứ hai về cái password thì mình thiết lập, nhớ là thiết lập lại password để khi mình đăng kết nối máy tính hay kết nối với máy tính cơ quan thì mình đăng nhập cái password này vào thì nó sẽ đăng nhập vào. Với đây ở một Windows logon này thì các bạn chọn cái mục là cho admin hoặc là cho tất cả các user gì đấy, tùy các bạn sử dụng. Ở đây tôi chọn là cho admin thì mới đăng nhập. Sau hai cái thiết lập password xong, các bạn lưu ý thêm ở một cái mục này nữa nha, mục này rất là quan trọng. Nếu các bạn không xử lý thì các bạn chọn Advanced, sau đó chọn Show Advanced Option. Ở đây cái mục là Check for New Version, tức là check cái phiên bản mới á. Bình thường là người ta để đây hàng tuần hàng tháng gì đó, các bạn chọn là Never cho tôi và cài đặt cái phiên bản mới tự động, mình chọn là No, không có cài phiên bản mới. Bởi vì sao mình chọn No cái và update cái phiên bản mới này thì nếu như mà các bạn update, mình xài ở đây là mình xài nói chung là free ha, nếu mà các bạn update mới thì Steam Wheel sẽ không cho xài nữa. Do vậy mà cái việc thiết lập, có thể vào ở đây cũng xuất hiện cái mục đó này. Tôi vào lại nha, Advanced đấy. Nên việc thiết lập hai cái này rất là quan trọng. Đấy là trước khi sử dụng thì các bạn muốn sử dụng máy nhà, dĩ nhiên là cái máy nhà các bạn phải biết cái ID, ID của Steam Wheel của máy cơ quan thì lúc đó mình mới kết nối được. Nói tóm lại, để mà sử dụng được Steam Wheel, ngoài việc mình thiết lập trong BIOS để máy cơ quan tự động mở lên, thì trong máy tính của cơ quan phải có cài đặt Steam Wheel đó, và cái Steam Wheel đó phải được khởi động cùng Windows đó, để đăng nhập vào được máy tính trên cơ quan. Thì đầu tiên nếu như Steam Wheel đòi tài khoản thì mình phải tạo cái tài khoản bằng cái Gmail thôi. Các bạn đăng ký cái Gmail, Steam Wheel sẽ cấp cho mình cái tài khoản và mình xác nhận mình sử dụng thôi. Mình đăng nhập tài khoản máy tính nhà, sau đó mình mới dùng cái chế độ điều khiển control, remote control, nhập cái ID của máy tính cơ quan vào đây và kết nối bằng cái password mà mình đã thiết lập tại máy tính cơ quan. Đấy là để đăng nhập được vào máy tính cơ quan. Và cái lưu ý quan trọng khi mình thiết lập cái máy tính của hai cái máy, máy nhà và máy cơ quan đó, sau khi mình cài đặt xong, cài đặt password xong trên Steam Wheel của hai máy, thì các bạn nhớ là phải thiết lập lại cái chế độ là không cập nhật cái phiên bản tự động ha. Đây là việc kết nối với cái máy tính cơ quan thì hồi nãy mình đã kết nối demo cho các bạn xem rồi ha. Mình đã kết nối qua cái máy cơ quan nè. Máy này là máy của cơ quan. Rồi bây giờ để các bạn dễ dàng hình dung cái việc cài đặt, tôi sẽ có một cái thao tác cài đặt lại cái phiên bản này để các bạn dễ theo dõi và mình làm theo cái phiên bản của Steam Wheel, và tôi thiết lập lại luôn các cái lưu ý hồi nãy giờ mình đã nói. Bây giờ mình sẽ gỡ cái Steam Wheel có sẵn trong máy đi. Đây. Gỡ ra luôn để demo cái việc cài đặt Steam Wheel cho các bạn dễ hình dung và theo dõi luôn. Ở đây khi mình gỡ cài đặt thì Steam Wheel nó sẽ nhảy tới cái trang web thôi. Đây, thành hoàn thành ha. Thống rồi. Và vào cái sụp này tôi sẽ gửi dưới dạng file nén trong cái đường link phía với phần mô tả của video. Thì khi mình tải về máy xong, giải nén xong, mình sẽ chạy cái file cài đặt này. Setup. Ở đây các bạn chọn là version, tức là cho cá nhân. Trên này ta để default. Rồi chấp nhận cài đặt. Khi mà mình cài đặt xong thì Steam Wheel nó sẽ chạy lên và nó sẽ tạo ra một cái ID mới. Nào, một cái ID mới, một cái password. Mình không cần phải sử dụng cái password này đâu. Mình sẽ tạo một cái password riêng cho mình để mỗi lần đăng nhập máy hay đăng nhập Steam Wheel mình sẽ dùng cái password đó. Còn cái password này nó nhảy ngẫu nhiên nên mình không cần sử dụng, mình không cần phải nhớ đó.
Sau khi mà các bạn cài SteamView rồi, các bạn chạy cho tôi cái tool này. Mình chọn Free. Rồi, xong. Rồi mình sẽ mở cái SteamView lên. Mình không cần quan tâm tới cái thông tin này. Các bạn mở SteamView vừa cài đặt. Các bạn sẽ thiết lập cho tôi. Hồi nãy như đã nói, bây giờ tôi làm luôn rồi. Ví dụ như các bạn chưa có tài khoản. Mình liếc vào. Bây giờ mình liếc vào mà mình kết nối nè. Đây các bạn mới vào kết nối khi chưa có tài khoản, SteamView sẽ kêu các bạn tạo Create Account. Còn có mình có tài khoản rồi mình đăng nhập vào thôi. Ví dụ Create Account thì các bạn đánh các thông tin họ tên, rồi email, password. Để mình tạo cái tài khoản. Đây tôi có tài khoản rồi, tôi không tạo nữa. Tôi viết nét đó, các bước tạo tài khoản. Ở đây tôi có tài khoản rồi, tôi sẽ đăng nhập vào. Khi các bạn đăng nhập cái tài khoản lần đầu tiên thì SteamView sẽ kêu các bạn vào cái email, các bạn xác nhận cái tài khoản này cho cái máy tính mà hiện tại các bạn đang sử dụng. Thôi mình đăng nhập vào email, xác nhận là xong. Okay, cái email, cái tài khoản của SteamView mình đăng nhập trên một cái máy tính nào đó lần đầu tiên thì SteamView sẽ kêu mình xác nhận vào email. Ở đây để tôi vào cái mail tôi làm cái xác nhận luôn để các bạn dễ hình dung. Đây không phải là cái mail hồi nãy. Bây giờ mình sử dụng cái mail mà tôi tạo đấy. Đây do dùng cái khảo sát hai lớp nên vẫn đòi phải đăng điện thoại các bạn. Thì mình bỏ qua bước này thì các bạn cứ tạo và tạo cái tài khoản rồi vô xác nhận ha. Còn cái cách kết nối hồi nãy tôi đã demo rồi, bây giờ nói thêm cái chỗ thiết lập thôi. Cái thiết lập quan trọng nữa là gì? Các bạn phải check vào với SteamView sau khi cài đặt, đó là khởi động cùng Windows. Cái thiết lập thứ hai đó là mình tạo cái password ha. Tạo cái password để mình đăng nhập khi mà kết nối với SteamView. Rồi tạo password xong. Cái này mình có thể thay đổi cái password khác ngẫu nhiên nè. Và một cái thiết lập quan trọng nữa hồi nãy mình cũng đã nói rồi, đó là vào mục Advanced chọn Show Advanced, chỗ cái này để quickly mình chọn Never, kiểm tra phiên bản và chọn là No Auto Update phiên bản. Ok. Thì lúc đó mình xài SteamView nó sẽ không có bị trang chủ của SteamView bắt cái phiên bản trial sau một số ngày ha. Thì sau cái thiết lập đó và có tài khoản SteamView thì mình sẽ sử dụng được. Đó là tôi hướng dẫn các bạn hai cái ý, đó là thiết lập mở máy tự động và sử dụng SteamView để kết nối làm việc từ xa. Video này cũng khá là dài nhưng mà đây là một cái vấn đề rất là thực tế mà trong tình hình dịch bệnh hiện tại thì có thể là giãn cách xã hội còn sẽ diễn ra, do vậy mà đối với một số công việc đặc thù đòi hỏi mình phải làm việc nhưng mà không được tới cơ quan đơn vị, lúc đó mình sẽ thiết lập cho cái máy tính ở cơ quan và dùng SteamView kết nối để làm việc từ xa. Thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu bạn thấy video hay thì nhấn đăng ký và theo dõi các video tiếp theo. Xin cảm ơn.